Hello hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Nhung đây. Nói thật là Nhung sang Hàn Quốc rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Nhung đi trải nghiệm làm nail tại Hàn Quốc. Nó hơi khác ở bên Mỹ nhiều lắm nha mọi người. Tiệm nail ở đây á thì nó nằm ở trong những cái khu nhà kiểu như chung cư vậy đó, chứ nó không có nằm ở ngoài mặt phố là thứ nhất nè. Thứ hai nữa, thợ làm nail ở đây á, mấy cô làm có một mình nè mọi người ơi. Và trong tiệm á, sạch sẽ, thơm tho, không có một cái tí xíu mùi hôi luôn mọi người. Rất là tuyệt vời, đây là Nhung cho điểm 10 luôn đó. Vì Nhung không có đặt hẹn được trước cho nên là Nhung chỉ có thể làm tay được thôi. Và cực kỳ khó lấy hẹn ở tại Hàn Quốc. Cho nên Nhung nghĩ là trời ơi, mình mà đi qua Hàn Quốc mà mở tiệm nail mà kiểu như, giống như bên Mỹ thì chắc là giàu lắm luôn mọi người. Bởi vì giá làm nail ở bên này thực ra nó cũng cao lắm chứ nó cũng không có thấp. Làm một cái bộ manicure rất là bình thường, gel set luôn, thì giá Nhung làm là 55 đô mọi người. Tính ra đâu có rẻ đúng không ạ? Đi qua Mỹ làm thì chắc cũng tầm cỡ đó thôi, nhưng mà ở bên Hàn Quốc thì vừa đặt khó mà vừa lại không có người làm nữa. Trời ơi, chị nào mà làm nail thì qua đây thì thôi dầu to cả nhà. Rồi, ai muốn trải nghiệm làm nail tại đây thì các chị phải nhớ là đặt hẹn trước nè. Và mọi người nhớ giùm một tí xíu, ở đây nó không có nhận walk-in khi mà làm nail đâu, cho nên make sure nếu muốn trải nghiệm làm đẹp thì phải đặt hẹn trước với các chị đẹp ở bên này nha. Mọi người nhớ follow Facebook của Thùy Nhung Shop và subscribe kênh YouTube channel của Thùy Nhung Shop luôn, vì Nhung sẽ còn rất nhiều video để chia sẻ với mọi người nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau nha.